Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với một chiếc xe 7 chỗ gầm cao nhập khẩu máy dầu Anh chị và các bạn đang quan tâm về một chiếc xe nó có khung gầm chắc chắn Để đảm bảo an toàn khi lái xe trên đường Thì chiếc xe này là một chiếc xe rất đáng để anh chị và các bạn lựa chọn Ford Everest phiên bản limited 2.5 một cầu máy dầu sản xuất 2015 Xe có ngoại thất là màu đen đăng ký tên tư nhân biển tỉnh Nội thất ghế da màu đen, Đấy, tổng quan chi tiết của chiếc xe thì em sẽ quay qua một vòng ngoại thất của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể đánh giá tổng quát nhất. Đầu tiên về những cái phần à, mép nối mép cả này, sơn xi, si, mâm nốp của chiếc xe để các bác có nhìn tổng quát nhất. Và dọc thân xe thì với trang bị như là hệ thống bậc lên xuống à, bậc cứng, gương kính chỉnh điện, tích hợp bó rẽ, tay đóng cửa được mạ trôm và những cái chi tiết mạ trôm viền mạ chân kính tạo lên cái sự sang trọng cho chiếc xe với mặt gương to bản giúp anh chị và các bạn có thể là quan sát phía sau một cách dễ dàng. Đấy, những bộ mâm của chiếc xe trang bị kích thước là 18 inch cho anh chị và các bạn khả năng vận hành trên phố hay đường trường một cách dễ dàng. Đuôi xe thì nó có trang bị nốt treo. Và khi mà mình mở cửa ra thì là mình phải kéo ngang anh chị ạ. Những tính năng an toàn trang bị đầy đủ để cho anh chị và các bạn có thể yên tâm một dòng xe của thương hiệu Mỹ mang lại nhiều trải nghiệm tốt nhất cho người dùng đây là những cái phần con ốc bản lề ở phần đuôi xe thì chị có thể tham quan và đánh giá Đấy, những đường nét chi tiết tổng quan đồ nghề tất cả các thứ đều còn trong tình trạng là giữ được cái độ đẹp thôi đây là những cái phần chi tiết về hệ thống ghế ngồi khi gặp hàng ghế thứ ba xuống nó sẽ có một cái không gian mặt phẳng để anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ hơn còn nếu cần gia tăng thể tích, mình có thể hạ thêm hàng ghế thứ hai như thế kia. Anh chị bạn có sẽ có một cái thể tích chứa đồ rất là rộng rãi. Xe đang có mặt tại cửa hàng là Auto Tốn Huyền. Cam kết bằng văn bản cho anh chị và các bạn. Xe không nỗi nầm, không ngập nước, bao trách test mọi nơi. Có bảo hành về khung gầm, máy móc, động cơ, hộp số trên văn bản. Giấy tờ pháp lý của chiếc xe có thể chuẩn chỉ và mang sang, sang tên ngay trong ngày. Cũng như là có hỗ trợ các thủ tục mua xe trả góp cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu. Chi tiết thông tin cụ thể về chiếc xe thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn. Tổng quan hệ thống bậc lên xuống ghế ngồi của chiếc xe để các bác có thể tham quan và đánh giá cùng em. Một chiếc xe trải qua 5 tháng nhưng mà nó vẫn giữ được độ đẹp. 2015 đến bây giờ là hơn 8 năm sử dụng rồi nhưng mà nó vẫn giữ được độ đẹp do chủ xe đi giữ gìn. Và bây giờ ta sẽ cùng ngắm qua về không gian khoang lái của chiếc xe để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát về chiếc xe này và xem bác chủ nâng cấp những gì anh chị nhé. Ở ngoài xe thì bác chủ nâng cấp hệ thống ve che mưa bậc lên xuống. Bên trong đây là những phần tem mát cũng như là các thông số an toàn của chiếc xe để các bác có thể tham quan. Phí bấm điều chỉnh chức năng này, rồi là những cái chi tiết tay nắm cửa bật lên xuống rồi và những chất lượng ghế ngồi của chiếc xe ở đời này nó hơi đáng tiếc nó vẫn sử dụng là ghế cơ chưa được trang bị ghế điện anh chị ạ những phần cột kèo rồi là những cái chi tiết phần vô lăng của chiếc xe hệ vô lăng hệ thống vô lăng 4 chấu màn hình giải trí được nâng cấp lên màn hình Android rồi đa chức năng giải trí cho anh chị và các bạn hơn nâng cấp lên cái màn hình OLED về tính năng cơ bản của nó thì nó cũng không có quá nhiều nhưng cái độ an toàn của chiếc xe thì nó được khẳng định rất là nhiều trên thị trường rồi các bác cũng có thể là xem qua rất nhiều kênh thông tin để có thể biết được về chất lượng của chiếc xe này và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn có thể ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe với khối động cơ là 2.5 máy dầu cho anh chị và các bạn là cái khả năng vận hành cũng rất là mượt mà với bản bồ cầu rất là phù hợp cho anh chị và các bạn nào đi trong phố hay đường trường. Còn nếu mà anh chị và các bạn đi các đường cung đường khó thì lên chọn bản hai cầu. Nó sẽ giúp anh chị và các bạn vận hành nó sẽ dễ dàng hơn. tổng quan chi tiết máy móc của chiếc xe thì em quay đầy đủ cho các bác. Ford Everest phiên bản ní biết tực 2.5, một cầu, máy dầu. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá chỉ 490 triệu. Giá lại thì vẫn còn giảm và thương lượng khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình cho anh chị và các bạn sở hữu một chiếc xe 7 chỗ, máy dầu với nhiều tính năng.